Phan Thảo xin kính chào quý vị đang đến với chương trình Con Đã Lớn Khôn. Trước khi chúng ta cùng làm quen với hai nhân vật chính là hai cô bé xinh xắn của ngày hôm nay, thì cho phép Phan Thảo giới thiệu hai vị khách mời đang có mặt tại phim trường. Đầu tiên xin được giới thiệu diễn viên Mỹ Uyên. Và nhân vật khách mời thứ hai rất quen thuộc với chương trình Con Đã Lớn Khôn, đó là thạc sĩ Tony A, hiện đang công tác tại trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ sẽ là hai cô nàng rất đáng yêu của tập phim ngày hôm nay, Dâu Tây và Cà Rốt. Xin mời quý vị bắt đầu làm quen. Cách trung tâm thành phố hơn 10 cây số, phường An Phú Đông, quận 12 luôn được bao phủ bởi những vườn cây xanh mướt. Sau một cơn mưa rào, những khúc đường nhỏ vẫn đẫm nặng nước mưa, cây cỏ vẫn còn đang say sưa thưởng thức sự mát mẻ. Và trong một buổi chiều mát mẻ ấy, sẽ có hai cô bé cùng nhau lên đường giúp đỡ cha mẹ. Trần Lê Khanh, tên ở nhà là Dâu Tây, năm nay 5 tuổi 5 tháng, là cô bé chững chạc, kỹ tính. Với cô em gái Cà Rốt thì Dâu Tây là một cô chị dịu dàng, vô cùng kiên nhẫn, nhưng lúc cần thì cũng rất nghiêm khắc và nguyên tắc. Còn cô em Trần Bảo Ngân, thường được gọi là Cà Rốt, năm nay 2 tuổi 11 tháng. Cà Rốt là cô bé dạn dĩ, hay nói, luôn tò mò về mọi thứ. Bây giờ, và hai chị em sẽ giúp đỡ ba thực hiện nhiệm vụ gì đây? Lên nhà chị Tí, chị tặng món quà sinh nhật, hai con thỏ nhá. Ba đi cơ quan rồi, ba không đi được, tí nữa ba về nhá. Bây giờ con dẫn em lên chị Tí nhá. Nghe, ba bẻ cho chị Tí hai trái bí, con đưa lên cho chị Tí nhá. Đây, này, một trái. Đó, hai trái nhá. Nhớ nhớ dắt em đi vào bên phải nhá. Ba đi dẫn theo em gái nhỏ mang theo hai trái bí sang nhà dì Tí cách đó khoảng 700 m. Những con đường nhỏ vẫn còn nguyên dấu vết của cơn mưa. Khi trở về có hai chú thỏ làm bạn, liệu Dâu Tây sẽ gặp những vấn đề gì trong hành trình này đây? Điều đáng nói, cả hai chị em đều đã từng nuôi thỏ, nhưng đã để bị lạc mất. Cô em nhỏ ríu rít như chim non không ngừng hỏi han, thì cô chị Dâu Tây chỉ im lặng và cố bước đi thật nhanh. Giữa lúc Dâu Tây đang tập trung suy tư, thì đột nhiên mới chỉ khởi đầu, nhưng có vẻ sẽ có không ít sự cố xảy ra với hai cô gái nhỏ trong hành trình này. Cái hành trình này 700 mét mà với hai cô gái nhỏ thì Thảo thấy cũng không phải dễ đâu nha. Mà trên cái đoạn đường đi thì bị mưa nữa, đã thấm ướt đường, có thể là trơn trượt. Cô Nhã hơi háo hức với hai con trong hành trình này. Lý do thứ nhất là cái chị nhỏ là nãy giờ hình như chị chưa có im lặng tí nào hết. Cái thứ hai là cô đang rất là chờ đợi cái quãng đường về, khi có sự xuất hiện của những cái nhân vật mà ở đó có sự động đậy. Rồi bây giờ chúng ta theo dõi tiếp. May sao món quà ba gửi tặng dì Tí là hai trái bí, nên dù có thêm chút nước mưa cũng không hề hấn gì. Cả hai yên tâm mà tiếp tục hành trình. Cái cô bạn này đi chung hình như thành người phát ngôn của chị luôn rồi đó. Dường như được tự do ngắm nhìn mọi vật xung quanh đã khiến tâm trạng của cả hai chị em vô cùng hào hứng. Đặc biệt là Cà Rốt, chặng đường dài phía trước không hề làm cô bé lo lắng. Sau cổng hoa, tiếp đến sẽ là... Chị đi sáng đến mức mà chị muốn té chị vậy luôn. Trời ơi, mặt trời kìa. Mọi thứ con đều... Chị và em đang thong dong ngắm nhìn trời đất, bỗng nhiên... Ủa
mưa rào đột nhiên ập đến, không chút bối rối, Dâu Tây lập tức lên. Ôi, yêu chưa chị kìa. Trời ơi, che cho em kìa. Rồi che cũng như không thôi hả? Nhưng mà thương quá à. Ôm thật chặt, kéo em vào sát mình để che mưa. Nhưng cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt. Chiếc áo mưa và vòng tay chị hai có vẻ không đủ để che mưa cho cà rốt rồi. Có vẻ sáng kiến che mưa này của Dâu Tây không hiệu quả. Cơn mưa thì mỗi lúc một nặng hạt, còn phần đầu của em cà rốt thì hầu như không hề được che chắn. Che cho có che vậy mà. Dạ, cảm ơn em. Em muốn thấy. Chật vật thế, nhưng mối bận tâm của Dâu Tây chỉ là... Sắp tới nhà giờ tí rồi. Thử rồi thử nhưng vẫn chưa tìm được giải pháp che mưa an toàn cho em gái. Dâu Tây quyết định. Nói chung là cũng không có tác dụng gì hết đó con. Chị nghĩ cách đó thôi. Mưa mỗi lúc một to, những bước chân vì thế cũng mỗi lúc một mau. Cả hai chị em còn cần phải vượt qua gần 300 mét nữa để đến được nhà dì Tí. Mưa luôn hết thương quá. Mưa to à. Tự nhiên cái hình ảnh nó thấy một cái sự đầm thắm vô cùng giữa hai chị em gái ha. Dù cơn mưa rào bất chợt đã khiến hai chị em gặp không ít chật vật trên đường, nhưng khi gặp gì, cả hai đều không một lời than thở. Bây giờ thở nữa. Trời ơi, mưa đi về. Có lội mưa về luôn không? Trong lúc hai chị em đắm chìm trong vẻ đáng yêu của hai chú thỏ, thì cơn mưa mùa hạ đến nhanh cũng qua thật mau. Về là con phỉ chăm thỏ nha, thì để cho nó nhìn đó nha. Rồi hai đứa đi về nha, thì tí đi đi đó anh Sari nha. Đi đó chị Sari nha. Về cẩn thận nha, đi dọc đường nha, đừng có mở cái đó ra. Giờ đây hành trình trở về của hai chị em có thêm người bạn đồng hành là hai chú thỏ. Và một nhiệm vụ mới dành cho cả hai trên đường trở về là ghé nhà ông Thắng để xin rau cho thỏ. Chặng đường trở về, Dâu Tây sẽ phải làm gì để vừa chăm sóc những chú thỏ, lại chăm lo cho cô em gái nhỏ đang dần mệt mỏi đây? Cái cơn mưa này nó làm cho tự nhiên là mình bị lắng lại bởi cái cách chăm em của Dâu Tây á. Một cái sự yêu thương. Chị có để ý cái áo mưa không? Ban đầu là nó như vậy, nhưng mà hồi nó lệch dần, riết là nó lòi luôn cả cái vai chị ra. Mà chị cũng không có để ý. Ban đầu, lúc đầu là chị có nắm cái cổ tay thôi. Nhưng mà khi cơn mưa ập xuống là kẹp cổ luôn. Nhưng mà bây giờ thì có thêm hai chú thỏ. Đừng nói là có trận mưa nữa thì không biết che thỏ hay che em. Mình đang lo là sẽ có trận mưa nữa thì tình huống thế sao. Thỏ thì chắc chắn là sẽ thu hút cái sự chú ý của cái nàng em mà vốn dĩ rất hoạt ngôn. Chị em mình sẽ hy vọng rằng ngoài cái hoạt ngôn nói chuyện nhưng mà cũng phải nhìn, quan sát nữa. Tại vì quan sát trên đường đi quá nhiều rồi. Nhưng mà quan sát đến người bên cạnh mình, chị mình. Chúng ta xem là hai chị em có gặp điều gì khó khăn nữa không nhé. Em cầm đây, sang đây.
rồi, không cần mua hai cái này. Giữa lúc hai chị em đang bận rộn thu xếp đồ đạc, chị trách nhiệm chưa? Đột nhiên để đạt nguyện vọng. Chị, em muốn có, đợi chút xíu. Thôi, ngồi xuống đất, ngồi xuống máy đi. Trời hư quá, để hai về hai lấy quần khác cho em mặc. Em gái đi về hay lấy quần khác cho em mặc, thấy thương không? Đi rớt đi. Ủa rồi cái chuyện mà con xếp xong cái áo mưa với con chưa xếp nó có khác gì đâu con? Cho nó gọn hơn. Nhưng mà nãy cầm lượm thượm. Giờ nó gọn hơn được 50% rồi con. Ngồi đường gặp gờn lắm nha. Khó lắm. Tội nghiệp không? Đi sau lưng chị này giống như là chị đi đầu để chị mở đường cho em chỉ vậy á. Đi sau lưng hai á, về hay cho chưa? Thấy vua rau tôi mua hay cho thỏ ăn. Ý là để hai chịu cho đó. Hai nói là đi sau lưng hai đi sao không chịu kìa. Để coi bà này bà thích khám phá mà. Không, đối với chị đâu có gì ghê gớm đâu, gì cũng vui hết mà. Đi trước vậy là khóc đó nha. Xích ra một bên. Em cầm mẹ không càm ràm là em đã rất là được ghi nhận rồi. Đi rớt nha, lên đi, nhìn đường đi đi. Nhìn đường đi đi. Hai. Hai thấy rồi, đi đi. Chưa kịp nói nữa mà hai thấy rồi. Đi nhanh lên. Đi đi. Cầm cao lên rớt. Cầm tay lên tay. Trong lúc bận rộn điều chỉnh tư thế cầm đồ thì hai chị em cũng đã đến trước cửa nhà ông Thắng. Ông Thắng ơi. Ông Thắng ơi. Ông Thắng ơi. Tôi to lên. Ông Thắng ơi. Ông Thắng ơi. Ông Thắng ơi. Anh bảo không hả? Ở nhà thấy chưa? Ông Thắng ơi. Không có nào rồi. Đi về đi. Rồi đi về. Rau thì cũng có ở ngoài vườn của ông Thắng. Nhưng vấn đề là tụi con có ra hái hay không, rồi nói ông sau hay là tụi con sẽ đi về. Không, theo mình thì chắc là không thể nào ngồi chờ. Là về phải về. Thêm cái chuyện nữa là nãy em lỡ tè dầm rồi, cho nên là chị có cái mục tiêu nữa là về để thay quần cho em. Chắc vậy quá anh. Càng tốt. Mình thì mình đoán cái chiều đó. Rồi, chúng ta xem là hai chị em đi tiếp hay là ra vườn hái rau. Ông Thắng ơi. Ông Thắng ơi. Gọi rồi gọi, nhưng có vẻ ông Thắng chẳng có nhà rồi. Quần áo của cả hai thì đang bị ướt sũng bởi cơn mưa bất chợt lúc nãy. Có vẻ như đó đã trở thành lý do cho quyết định về nhà của dâu Tây. Nhưng còn hai chú thỏ nhỏ chưa có bữa tối này thì sao? Ông Thắng kìa, rớt, rớt. Ông Thắng ơi. Ông Thắng ơi. Ông nghe rồi, con đến làm gì đấy? Để con mua rau cho thỏ. Con đến là con mua rau đây, con mua rau rau làm. Con phải kia hái đi. Thỏ. Hái cho thỏ ăn nhé. Ăn cho mẹ, ăn cho thỏ ăn. Hai con vào đấy, đi thẳng vào đấy đó. Ngồi từ ngày đấy. Rồi mới mưa xong nữa, khó lắm mà nha. Rớt ơi, cầm thỏ đi. Cầm thỏ đi. Thỏ. Thỏ. Chạy đi thỏ.
lại chú phải hai bước ra ô xong hay gì kệ kệ thỏ đi cho thỏ ngủ đi. Dễ thương quá, kiểu chị hai dễ thương quá. Kệ thỏ cho thỏ ngủ đi. Cái chị này chỉ đầm thắm, chị tháo vát. Chị không có nghịch như em ha. Em thì rất là hoạt ngôn. Hai bước nhiều lên. Hai bước rồi. Ha ha, hai khỏi đi. Rồi đi. Bó tay đưa hai sách thỏ cho. Những việc cần làm đã xong, bây giờ thì hai chị em có thể nhanh chóng trở về để chơi đùa cùng những người bạn mới. Buổi tối hai cho thỏ ngủ nha. Buổi tối hai bưng thỏ lên lầu nha. Hai tắt đèn cho thỏ ngủ nha. Thỏ ngủ cho thỏ mau lớn khỏi dậy nha. Nó dậy thỏ chơi mình nha. Rồi con cầm rổ rau đó về tới nhà còn được mấy cọng. Rớt đi thôi mua nữa rồi. Đi hết, đi rớt rồi. Nhai đi nhau nữa rồi. Đi mua rau nữa. Hả? Đó, có chừng đây mà. Đi nhanh lên. Thôi, kệ. Cho thỏ ăn ít thôi. Ăn một cọng thôi. Gần tới nhà rồi đó thôi. Rồi thiệt ra là trong rổ còn cọng nào không? Còn được 2-3 cọng. Chị này nè, cái kiểu thể hiện vai trò làm chị nó thể hiện trên luôn cả mấy nàng thỏ. Ăn nha, rồi ngủ nha, cho mau lớn nha, rồi chăm nha, trời ơi. Thỏ cũng đã mang về, rau cũng đã hái. Vậy mà ba thì vẫn chưa trở về. Hai chị em sẽ làm gì trong khoảng thời gian này đây? Ôi, đi đâu nữa đây? Đừng nói đi kiếm ba nghe con. Mang cặp vô. Mang cặp bóng nha. Thái nói là đeo vô. Không đeo hay bỏ đây một mình nữa nha. Hay đi chỗ khác chơi nữa nha. Rồi, bỏ vô. Rồi, đến bên này. Rồi, hay sắp thỏ. Có vẻ cả xóm nhỏ hiện chỉ còn hai chị em và hai chú thỏ thôi. Giờ không biết đi đâu nữa. Đi con thơ. Đi lên. Đi lên. Đi lên. Đi lên. Đi lên. Bắt kèn. Bắt kèn. Giữa lúc hai chị em không biết đi đâu thì... Ủa mấy con đứa này làm gì? Vô nhà không được hả? Sao nhà không được vậy? Ba không khóa cửa rồi. Vậy hả? Chú có bánh nè, ăn bánh không? Không. Bánh ngon lắm. Hay giờ chú cho con hết đống bánh này, con cho chú con thỏ đi. Con phải về tí cho con. Con phải nhìn con. Nó bụng kìa, thì chú lấy cho nó. Khóc kìa. Sợ, bắt đầu sợ rồi đó. Thì chú đổi bánh với con thỏ mà. Thôi không khóc, không khóc, không khóc, không được khóc. Con không mà. Anh cầm đi đâu vậy, anh cầm đi đâu vậy? Con cầm nhân nhà chị Vy. Giờ có hai con, chú một con. Chú về chú cho con gái chú. Đi. Đi. Con này giờ chú cho bánh nè. Dấu tây quyết định dắt em và thỏ tránh xa chú xin thỏ kỳ lạ. Giải pháp này có vẻ đã giúp bảo vệ an toàn cho hai chú thỏ nhỏ. Khi xác định ông chú kỳ lạ đã đi xa, hai cô bé mới quay trở lại nhà để tiếp tục đợi ba. Con đâu đi nhà chị Vy nào đâu. Con lấy cớ thôi đó. Mời đi, hôm nay nè. Sự việc này sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của hai chị em ra sao? Cái lúc mà dấu tay khóc á,
Em có cảm giác là nãy giờ con lo lắng, sợ sệt, rồi giờ chú xuất hiện chi cho nó trào lên á. Con trào là ở đây, kịch tính là ở đây. Một phần bé cũng cảm giác như đây là người lạ. Đúng, đúng. Chú đang cảnh giác. Cảnh giác, có con một sự rất, cảnh giác. Con rất cảnh giác. Cái sự bỏ đi của chị không phải là sự trốn tránh đơn thuần đâu, mà con đi xuống nhà chị Vi con chơi. Đó. Nhưng mà thiệt ra có chị thôi. Nào ở đây đâu. Chú đến thôi, xong chú đi, xong chú đi, con về nhà con. Và bây giờ thì điều con mong mỏi nhất là ba ơi, về đi. Chúng ta theo dõi tiếp ạ. À. Đây con nói là chơi chết đứng dậy sao em buồn kìa, đứng dậy xích ra đây đi coi, lấy con gấu ra chơi đeo nè, đeo vô hà hà nước luôn rồi ướt đi nè, em mang vô rồi có tay nắm đó bấm đó mà khi bà hưởng ứng, bà hưởng ứng đó đó sao thấy thương chưa kìa. A ba. Hay chi chi bạn đi chơi đây ba. Cô em cũng bắt đầu mong ba rồi đó. Sau trò chơi kiểm tra độ ấm của gấu bằng nụ hôn sẽ là cả nhà ta cùng yêu nhau. Xa là nhớ lần nhau ra cưới. Con chào cô Thảo. Cô Thảo thì ơi, ra một đồng nghiệp của mẹ ghé con, nhà. Con Thỏ nè dì Tí á. Bây giờ ai xuất hiện cũng lôi kéo vô cái cuộc vui của mình hết đó. Con đi xuống công an rồi. Con đi xuống công an rồi, đã con khách đấy rồi. Dạ, cho cô giờ cô chở lên lên chỗ mẹ làm nha. Mà chiều này chút nữa mẹ rước hai bạn về. Con hôm nay mẹ không ra chợ, đi chợ. Ừ, thì đi chợ. Đấy nè, hai bạn nữa nè. Giờ lên xe, mau lên. Nhưng hai người một thỏ, liệu có thể ngồi trên chiếc xe này? Giải pháp được đưa ra là con ở nhà đợi nha. Vấn đề cô Thảo là người quen. Cô Thảo là người quen mà. Con chủ động không kêu cô Thảo mà. Chở em đi trước. Khi nào con leo lại con. Trước nước mắt của chị hai, cô người quen quyết định bỏ kế hoạch đưa hai bé lên chỗ mẹ. Giờ con phải đi công việc nha. Giờ đòi là đòi lại hết, không có một cái món gì mà được cầm đi hết á. Khóc đó, nhưng rồi cũng thật mau bình tĩnh trở lại là chị hai dâu Tây. Bởi khi ba chưa trở về thì con vẫn là chị cả, phải chăm lo em nhỏ mà. Và trong lúc cà rốt mải mê tìm kiếm những con số thì từ xa một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Và giờ thì dâu Tây có thể hồ hởi khoe với ba về một buổi chiều con đã thay cha và mẹ chăm sóc em thật chu đáo rồi. Hey. Cô Thảo. À đây là cô Thảo cho con à, kể cho ba nghe là có gặp mưa không nào. Dạ, con gặp mưa, con gặp hai mưa lận. Con gặp hai mưa lận. To, mưa to. Trời ơi, dễ thương quá. Xuất sắc. Cô Thảo hứa luôn là bây giờ ai đã từng xem tập phim này là đều phải ngưỡng mộ cô nàng dâu Tây. Chưa bước vào lớp 1 mà em đã ý thức được cái sự mà cũng như là tự bảo vệ mình. Nếu không có những cái hành trình như thế này, không có những cái phép thử như vậy thì làm sao mình biết được là con sẽ đối diện với người lạ làm sao? Bởi vì từ 5 tuổi mà bước qua 6 tuổi là con sẽ bước qua một cái giai đoạn hoàn toàn mới luôn. Con sẽ phải tự lập nhiều thứ ở lớp 1. Xin được cảm ơn quý vị khán giả đã luôn quan tâm và theo dõi, dành nhiều tình cảm cho chương trình Con Đã Lớn Khôn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Anh nhìn hình ảnh của con gái như thế này thì cảm giác của anh như thế nào khi xem lại cái hành trình của con? Quá trình theo dõi thì thấy cũng đã học tập được những cái gì mà ba mẹ đã dặn dò trước khi mình đi ra ngoài đường hoặc là coi em. Đó. Rồi hôm đó về con có kể với anh là con khóc không? Qua bữa đó thì không thích kể là khóc, nhưng mà chỉ nói là đi gặp mưa.